Xin chào mọi người, mình là Vũ Quang Anh, hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Chemistry and Biological Chemistry. Mình sinh ngày 27 tháng 2 năm 1997 và thuộc cung Song Ngư. Để nói về bản thân mình thì mình thấy mình là một người vui tính và hòa đồng. Trong năm vừa qua thì mình đã tham gia đóng hai vở kịch với VNNTU. Đầu tiên là vở kịch của cụm hôn SCF vào ngày 2 tháng 9 và thứ hai là vở kịch Táo Quân. Sau mỗi vở kịch thì mọi người đều khen mình đóng buồn cười, nhưng mà thực sự mình chưa bao giờ dám xem lại kịch mình đóng vì giọng mình nghe nó bựa quá. Mình tự thấy bản thân có nhiều điều tốt nhưng cũng có nhiều điều chưa tốt. Quan trọng là mình luôn muốn học hỏi và hoàn thiện chính mình hơn. Tháng 1 vừa qua với vai trò là Head of Orientation của MOC 2016, mình đã lần đầu tiên tổ chức buổi NTU Info Talk dành cho các em muốn đăng ký dự thi vào NTU. Mặc dù còn nhiều điều thiếu sót, tuy nhiên thì mình tự thấy là mình là một con người còn trẻ, có tham vọng, nhiều ý tưởng và đặc biệt là dám nghĩ và dám làm. Trong kỳ ứng cử vào ban chấp hành nhiệm kỳ 16 lần này thì mình tham gia ứng cử vào vị trí Vice President Internal, hay còn được biết đến là Phó Chủ tịch Đối nội. Lý do để mình ứng cử vào vị trí này thì thực sự là có rất nhiều, nhưng mà mình muốn nói đến lý do quan trọng nhất, đó là mình muốn góp một phần sức nhỏ của mình vào công cuộc phát triển VNNTU đi về phía trước. Ngoài ra thì với vai trò là Head of Orientation thì mình là một trong những người đầu tiên tiếp xúc và truyền ngọn lửa cho các em freshman. Nên do đó thì mình muốn tiếp tục trở thành một VPI để có thể inspire và định hướng cho các em, làm cho VNNTU trở thành một cơ hội để cho mọi người có thể phát triển. Trong năm học vừa qua thì mình là subcom của team program VNNTU. Mình đã được học hỏi cách làm việc rất là chuyên nghiệp và hiệu quả của hai head là Nguyễn Huỳnh Đức và Lương Việt Hoàng. Điều quan trọng hơn là hai anh ấy đã truyền cho mình cái cảm hứng để có thể đóng góp và làm cho cộng đồng của mình gắn kết hơn. Qua đó thì khiến VNNTU ngày càng phát triển. Mình còn mong muốn trở thành VPI để có thể giúp cho President trong công tác tổ chức các event lớn của VNNTU tốt hơn, hoàn thiện hơn, để khiến cái hình ảnh của VNNTU trở nên mạnh mẽ, vững bền và đẹp đẽ hơn trong con mắt của SAO. Mọi lời hứa chỉ là vô nghĩa nếu mà không có hành động. Tuy nhiên thì mình muốn hứa với mọi người là mình sẽ dốc hết sức lực để góp phần xây dựng VNNTU ngày càng vững bền hơn. Điều cuối cùng là mình xin cảm ơn mọi người đã xem video này và hãy vote cho mình để mình có thể giúp VNNTU tiến về phía trước. Xin cảm ơn.